Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn lại quay trở lại video của hai anh em mình ngày hôm nay nhé mọi người. Đấy, hôm nay anh em mình sẽ thưởng thức một món ăn ẩm thực các bạn ạ. Đây này, các bạn biết món này là món gì không? Đây, anh Caramel quay gần vào đây. Món ăn này nó ẩm thực mới này các bạn này. Đố các bạn đoán được quả này là quả gì đây? Nó như hòn bi này, các bạn nhìn chưa? Hạt rẻ. Rẻ khỉ. Nói chung là không phải hạt rẻ các bạn nha. Đây là một món ăn của, nói chung là của Tây các bạn ạ. Đấy, các bạn đoán thử xem nó là Tây, nó là tiếng của nó là gì nào. Đấy, tôi không phù vò các bạn nha. Đây là quả mắc ca các bạn nhá. Đây quả nước ngoài đấy mọi người ạ. Đấy, nhưng mà đợt này là Trung Quốc nhập khẩu. Trung Quốc sao? Đợt này mình nhập khẩu giống này là trồng được quả mắc ca này mọi người. Đấy là để hôm nay đây là một nia mắc ca các bạn ạ. Nhưng mà nó sống. Nhưng mà anh em mình hôm nay sẽ ăn là mắc ca sống nhá mọi người. Là thưởng thức xem cái vị nó khác như thế nào nha. Ok. Anh đã ăn bao giờ chưa? Chưa ăn chín bao giờ. Đó ăn sống. Đấy, chín thì chẳng có mà ăn đâu mà. Vậy là anh em mình sẽ thử ăn sống xem như thế nào. Nhưng mà cái này vỏ nó vắn lắm mọi người. Đây là bóp vào ngón tay. Ai mà bóp được cái này tôi cho tiền luôn. Đấy. Nhìn chưa? Nói chung không ấy được đâu các bạn. Cái này mình phải đập vỏ nó rất là dày luôn. Vì cái này là mình mới phơi các bạn, nó nứt ra nha. Cái này còn sống mình chưa rang đâu các bạn. Nếu mà ai mà thưởng thức cái món mắc ca này là một là làm sinh tố này cũng được này. Sinh tố mắc ca các bạn nấu lên với sữa rất là ngon luôn. Cái này các bạn nếu mà ăn rang mà ngồi nhâm nhi uống bia thì thôi các bạn thôi. Tuyệt, tuyệt cú mèo. Đấy. Và bây giờ anh em mình sẽ đập thử ra xuân ạ. Anh Dùng thì đập thử ra nào. Đấy, giữ. Đấy. Đây anh giữ một tay đập, một tay ấy xem nào. Đây anh Phúc cho ở đây cho anh Tùng đập thử. Vỡ bàn đấy, cho ông đất cơ. Đây anh quay đây nè, sát à. Sát để cho mình xem mỏng nó có trắng. Đấy, vỡ đấy. Đúng. Cứng nhỉ. Đấy, vỡ ở đây cho mọi người xem nào. Đây. Đấy, trắng luôn mọi người, rất là ngon luôn các bạn nha. Đấy, nhìn thấy không? Anh Tùng bắt đầu thưởng thức. Cứng cứng mà. Thưởng thức luôn này. Mềm mềm, nó mềm mềm. Mời mọi người ăn thử xem. Mời các bạn nha. À, tôi cũng đặt thử rồi. Đấy các bạn ạ, đây là còn sống nhá. Chứ không phải là chín nhá mọi người. Anh Tùng ăn cảm nhận như thế nào? Cảm nhận như thế nào? Nó bùi bùi như kiểu cúi dừa ấy. Yeah. Ừ. Thật đấy, như là cùi dừa. Đây nha, mình bóc ra rất là trắng và ngon luôn các bạn ạ. Nó như là nõn của cùi dừa nha. Đây mình thử luôn này, mời các bạn nha. Đây sống đấy các bạn, như này. Ngon lắm. Bùi bùi ngọt ngọt nhanh nhẹ, béo béo các bạn. Ừ, như này bùi bùi ngọt ngọt. Trong thơm thơm, yeah. Như dừa ấy. Cái nào ăn sống được các bạn. Ồ, ngon phết không ạ? Dạ. Tội là ăn hơi khó nuốt. Ngon. Nó ngang ngang cùng với mùi dừa. Nó khá. Các bạn ơi, cái này nó tươi nha, nó còn một chút nước vỏ tươi nữa cơ. Nước vỏ tươi các bạn ạ. Mình phải tiện đi, mình bóc cái vỏ tươi ra xong nó mới đến một cái lớp vỏ này các bạn. Thì sau cái nước vỏ này nó là nhân của nó đấy các bạn. Ăn rất là ngon. Ngon lắm không ạ? Ngậy thế. Ngậy nhỉ? Gây ra. Không cắn à? Đấy, tôi chết. Đây, tí thế. Đấy các bạn, rất là ngon. Nó ké là anh Tùng rồi. Đây các bạn nhé, mình đặt cho các bạn xem này. Các bạn để tẩm cái đế của nó nha. Đấy, đặt nó tách bát này. Đâu? Không. Tự được khánh sinh. Tự làm tự ăn, úi giời ơi, tuyệt vời này mọi người. Ông nào mà ăn hết một nia này. Ăn một quả thấy ngậy nhỉ. Các bạn ơi, cái này nó rất là đắt luôn đấy mọi người, không phải rẻ đâu nhá.
cái này nếu các bạn mua tươi là phải tầm hơn 100 ngàn một ký đấy. Nếu mà hôm nay nhà mình mua một cái túi họ sấy rồi các bạn, có 5 nạng thôi mà 300, hơn 300. Có phải giá chứ nhỉ? Nhỉ? Chắc quả cao cấp ấy. Lần đầu tiên ăn của mình. Chưa. Ăn đúng như phải dừa thật. Nhưng mà nó có cái gì đặc trưng riêng. Ăn này nó còn ngọt nữa. Dạ. Nói chung là được, cũng được. Nó ăn buồn buồn ăn, cho nó chung miệng. Ừ. Nó buồn buồn ăn, nó chung miệng. Ừ. Ăn đi anh. Cũng được. Mày đối tội mất công đặt tí không tổ. Đừng đừng đâm, chả phải nõm chì. Nõm chì thật đúng không? Nõm chày rồi. Nõm chày à? Tôi ấy đập một con nõm bố trời. Cái gì này, chịu thế. Cắn chết không? Cái ăn được cái gì vất vả. Ôi giời. Cắn á. Đây, đập đập đập. Ừ. Đập. Được. Vừa rồi, dập bét rồi chết. Ôi giời. Phí nha. Còn. Ăn này nó rất là đầy của mình. Vì nó dạng như là lạc cái thế này hạt điều ấy. Nó là một cái giống của cái cây đó đấy. Nên là nó khác về là, nhưng mà nó ăn nó là như là giống như vậy gì à. Hút vị nó khác nhau các bạn. Ngon. Đây mình ăn tươi ấy mọi người. Nó sống rồi đó. Cái này mình lấy để mình phơi cho nghẹo rồi ăn đúng không? Đủ thế. Tùng khéo đặt thế à? Không ngon à? Ngậy. Ai ngậy nối. Bắt đầu ngậy nối. Ngậy nhìn không? Cái thuật của nó trong to phết à. Không phải bé như này rồi. To to, lập cho nó có to. Đây các bạn nha. Mình thức cho các bạn xem nha. Ngon. Thế này về rang nên là ăn được nhỉ anh Xuân? Đúng rồi, cái này bây giờ thì rang ok thì ăn. Cho vào chảo này. Coi mà nồi chiên không dầu, cho vào chảo rang cũng được. Không chảo rang đâu á. Ăn đi không chảo. Vừa tới mà. Ăn đi không chảo. Cẩn thận. Như củ dừa. Ừ. À, dưa sống này. Đập dạ. Dạ. Đấy. Bạn nhìn cái vỏ đấy, dày lắm, chưa rơi được. Này, chưa rơi được mọi người. Vỏ rất là dày luôn này. Này, cái vỏ của nó này các bạn ạ. Hơi mới nước vỏ nha, rất là dày luôn. Cây này, ai mà dùng tay đập được cái này thôi. Ai mà dùng tay, ai mà dùng mồm cắn. Đặc cấp thế giới mà. Hả? Đặc cấp thế giới. Cái vỏ này cho, cái này cho thổi được đấy. Chưa? Ăn đi anh. Bây giờ tôi thử thách anh Tùng. Thế ăn hết cả cái mẹt này, anh có ăn được không? Không, đố, có tiền chẳng hay. Anh ơi, ăn chỗ này không phải ít tiền đâu anh à. Ăn được cái mẹt này là mấy triệu bạc đấy. Đúng rồi đấy. Cho ăn chẳng ăn hết.
Mà chẳng ăn nhiều quá. Quá nhiều nhỉ. Trong quả. Cứng lắm rồi. Cứng như răng đấy. Mai chơi thử thách ai thua ngồi đếm hạt là. Đếm hạt là xong rồi. Mày bố rồi. Không vậy. À đù. Trét. Hết đấy gì của mẹ. Có cái chày mẹ. Các bạn này ăn cái này thì nhanh nhưng mà đập lâu lắm. Tùng đập vừa tới phết rồi. Đúng. Ăn này dày phết không? Dạ. Yeah. Ăn hàng này có tác dụng này rất là nhiều công dụng các bạn. Các bạn mà lên Google mà hỏi chị Google ấy, ăn hạt này nó có cái tác dụng gì thì chị Google sẽ giải thích cho các bạn nhá. Đúng không? Rồi. Ăn này. Rồi. Cái này mà rang này nữa ăn giòn cực 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 phê á. Phê lắm các bạn. Nói chung là anh em mình hôm nay là chỉ hiểu thử ăn cái hạt mắc ca sống nó như thế nào thôi mọi người. Để cảm nhận cái vị của nó ngon như thế nào, nó khác với cái vị chín như thế nào thôi nha. Mai mình ăn để ăn chín nha. Ăn như thế nào đó. Định ăn hết mệt này đấy nhưng mà không ăn được các bạn ạ. Nhìn rất là nhiều lâu lắm. Dồi ôi. Nào giờ mới hết được. Mỗi ngày ăn hai. Các bạn nhìn này. Rất là nhiều rồi. Em vừa phơi đấy các bạn. Con đi cu này. Cu vào là quay để ăn sống xem như thế nào đấy mọi người. Đây là vỏ nó nứt rồi đấy các bạn. Vỏ chưa nứt còn khó đập. Đúng rồi. Cái này nó nứt thì phơi nắng các bạn. Cái này các bạn nếu mà muốn rang hay gì là phải phơi nắng này nhá. Thì nó nứt vỏ ra thì các bạn thấy đấy. Cái thông nó dài lắm các bạn. Thôi. Anh em mình xin tạm dừng clip nhá. Nếu các bạn thấy clip về ăn uống những cái món ăn rất là bình dân thôi các bạn, không phải là cao xa gì, hãy ủng hộ cho hai anh em nhà mình nhá. Bằng cách là like, share và đăng ký kênh nhá, để giúp anh em mình cố gắng đạt nút kim cương nhá các bạn nhá. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye bye. Bye bye.